Dạ, con xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây. Hôm nay thì con đến một cái địa điểm giao lưu mới của chú. Đây là xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Hôm nay thì giới thiệu đến quý cô chú một số cây, đặc biệt có mấy cây cũng to to lạ lạ nha quý cô chú. Lê Kim Ma nè, vọng cách ha, một cây vọng cách rất khủng luôn. Một cây nhào nữa, một cây nhà giàu á, nhào già. Một cặp bông trang, trang đỏ ha, với một cây trang vàng lá trung. Có một cây Lê Kim Ma bay rất là đẹp nè quý cô chú. Dạ, đây là khu vườn của anh Bảo ha. Thì con mời quý chú gặp anh Bảo, clip đầu tiên trên kênh Lục Tỉnh Miền Tây. Cũng mong được sự yêu mến ủng hộ của tất cả quý cô chú. Rồi, em chào anh Bảo ha. Dạ, em chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh á. Hôm nay con cũng có nhờ cho anh Khánh tới quay cũng như giao lưu cô chú anh chị một số cây ăn trái cũng như cây kiểm các loại của chú anh chị. Dạ. Thì xin nhắc lại địa chỉ còn là xã Trường Long Tây á, Châu Thành A, Hậu Giang, số điện thoại là 0939390650. Cảm ơn số Zalo luôn ạ. Cũng rất cảm ơn cô chú anh chị nhiệt tình ủng hộ. Cảm ơn cô chú anh chị. Dạ. Rồi không thời gian, cảm ơn thời gian nữa ha. Một cây này rất là đã nha chú. Đó giờ con mới quay cái cây mà vọng cách nha. Này to cỡ này á. Vọng cách của chú anh chị. Cây này mình ghép sâm hương anh Bảo ha. Dạ dạ. Cây này một cây dáng trực bay của chú ơi, một cây vọng cách. Bán phôi ha, cô chú anh chị mình về nghiên cứu làm lại giúp con nha, tại con cũng không có. Dạ. Cây này là xứng đáng để sưu tầm của chú. Cây vọng cách mà nó cỡ này là chắc tầm khoảng 3-40 năm không anh? Dạ, dạ. 3-40 năm ăn lên. Cái này nó có mấy cái nhánh nhỏ nhỏ, cắt sơ sơ của chú chị về tỉa lại ha. Dạ. Không có. Rồi. Anh Bảo đo giùm em cái tổng cái chiều cao từ mặt đất là khoảng 1m4 đó anh Khánh ơi. Rồi, cái cành phóng nó bao nhiêu đây? Phóng là 1m5 anh Khánh. Dạ. Cao 1m4, phóng 1m5. Dạ, dạ. Rồi. Cái cành phóng nó lắc lượng nhìn cũng duyên anh ha. Này cái bệ quá bệ. Bệ nó quá trời của chú. Cái bệ này rất là đẹp luôn. Bệ đặc luôn. Rồi, anh đo sao mặt này đo hoàn thẳng luôn ha. Dạ. Ngay vị trí này là bao nhiêu đây, chắc cả trăm quá. Trăm mấy luôn. 130 của chú anh chị. 1m3 ha cô chú. Dạ dạ. 130. Đúng 1m3 luôn đó. Dạ. Rồi. Cái đường kính bầu đó ha. Đường kính bầu đi anh ơi. Cái đường kính bầu là 112. 1m12. Dạ. Tính mét mốt đi. Là 330 hoành hết chú cho cái hoành đế này. Đế mà cái cây vọng cách luôn chú, mà đế nó khến đặc vậy nè. Tròn xe hết trơn luôn. Cái cây này xứng đáng để sưu tầm, mình ghép một cây sâm hương nha quý chú. Sau này nếu mà ra một cây sâm hương là cây này rất là đã luôn. Một cái cần bay của nó nè. Bay mà lượng nha chứ không phải bay mà đơ anh ha. Bay dạ, dạ. Lắc lượng. Này lúc vận chuyển nó có chạy một số điểm ha, mà mưa quá cũng chưa có tha keo kịp của chú chị, đấu gáo mới tha được ha. Dạ. Rồi, con đi tròn vòng đế cho mình xem ha, đế lực lắm luôn chú. Mặt trước cũng mặt trước mặt sau cứng ngắc hết trơn. Tại mấy cây này con không có màu đế như mai vàng. Dạ. Đây, anh một cái vị trí nữa anh đo cái hoành thân to này giúp em nha, hoành thân trực đó đó. Dạ. Cho quý chú hình dung chắc là 72 của anh chị. 72 hả chú, cái thân đó không là 72. Dạ. Đây. Quá đẹp, một cây vọng cách. Dạ rồi, mình giao lưu cây này giá nhiêu đây anh cây Bảo ơi? Vọng cách mã số 1 giao lưu của chú anh chị giá 8.500.000, em bao ship cho cô chú anh chị mình 300 km ha. 8.500.000 anh Bảo ha. Dạ dạ. Dạ, clip đầu tiên hiểu chú, rất mong được sự yêu mến ủng hộ của tất cả quý chú. Dạ. Rồi, đổi anh Bảo ơi. Cái tiếp là một cây nhà già, cây nhào của chú chị. Một cây nhà giàu. Một cây nhào già. 245 cây này như cái bàn tay anh hả? Cái chiều cao của nó là được 87 của chú chị. Dạ, cây nhào mà lớn to thì cũng có thấy của chú, nhưng mà dạ, cái cây mà để lùng mà cắt mà bonsai kiểu này ha. Dạ. Thì con cũng mới thấy. Như bàn tay mình á. 245 ngón. Hơi mình chủ tượng xíu nha chú, năm ngón này mặc dù nó không có được đúng như vậy. Tại vì cái này mình chơi bonsai thì nó lùng á cô chú anh chị, nó cũng khéo dạ ha. Rồi, đo luôn anh ơi. Dạ. Đo tới đỉnh chiều cao là nhiêu? Chiều cao là 86 rồi cô chú anh chị. Tổng hoành thân này đi. Khoảng 1m6 được cô chú anh chị. 1m6 của chú ơi. Dạ, 1m6 ha. Tổng hoành thân 1m6. Dách ngang đây nở ra luôn ha. Anh đo chiều ngang đó giúp em này. Dách ngang gì là được 75 của chú chị. Dạ. 75. Cái
đường kính bầu gì là được 97 luôn chị. Cây nhà của chú, cây này thì không có bỏ một cái gì luôn đó chú. Nếu mà nói cái về cái vị thuốc anh ha. Dạ. Là từ rễ nè, lá nè. Cái sao nó có bị xam chỗ này một chút cô chú anh chị. Cho tới trái cho tới thân. Đá dạ. Hết rồi cô chú anh chị. Sành đá cho này một chút ha. Dạ. Cây này cũng già tuổi của chú. Dạ. Rễ thân lá trái không bỏ một cái gì luôn cô chú. Cây này. Rồi. Cây nhào già. Yeah. Giá nhiêu đây anh Bảo? Dạ cái này em cũng cho lưu giá 8.500.000, em bao ship cho cô chú anh chị mình 300 km ha. 8.500.000 luôn của cô chú ơi. Dạ, dạ. Bao ship 300 cây. Trong cái clip hôm nay của chú ủng hộ ảnh nhiều nhiều cây, có thể là ảnh sẽ bớt chút đỉnh cho mình dạ, anh dạ. Ha. Nếu mà lấy cùng lúc 3-4 cây trở lên ha. Dạ dạ. Nhiều dạ. Nhiều. Anh ghép xe cái ảnh sẵn chí xe cái ảnh bớt cho mình thêm. Cái nhào này cũng già khủng nha. Cái nhào già. Nhào già cũng chị. Già nó cóc kẹn nha ha. Dạ. 8.500.000. Rồi, mình tiếp luôn anh ơi. Mà số 3 cây là cây lê cây ma của chú chị. Cây này mới độc đáo nữa nè quý cô chú. Cây này nó có cái hình bán nguyệt đó của chú chị. Dạ. Đó, công ha. Hình bán nguyệt. Một cái đường bán nguyệt đường cong bay anh ha. Nó cong mà nó lắc đẹp lắm chú chị. Cây này mình để sân vườn mình rộng rộng á quý chú, nó bay phía trước cái nhà nhìn rất đẹp á, nét lắm. Tổng chiều cao chắc anh có đo hảo rồi anh ha. Cây này chiều cao nó tầm khoảng 2.5 Khánh ơi. 2.5 hơn chút xíu à, 2.7 á. Em nghĩ chắc tầm nếu mà tới cái ngọn nó khoảng 2 thước dây cỡ 3m á. Dạ. Chứ cái chiều ngang này thì 3m có trên của chú chị. Dạ. Đặc biệt là bay nhưng mà nó giót lắm nha cô chú. Giót cái ngọn ngoài này chắc còn cỡ tầm khoảng 10 anh ha, hoành á. Dạ dạ, tầm 10 12 à. 10 12 gì thôi cô chú ơi. Rồi. À, vô hoành thân luôn đi anh Bảo. Cái này để cũng khá khéo. Dạ. Để nôm ha. Dạ. Lê kim mai của chú, cây trứng gà. Rồi hoành thân vị trí này là 90 của chú chị. Rồi 90. Dạ. Đường kính bầu luôn đi anh ạ. Mấy cây này rất là to của chú. Đường kính bầu là 105 của chú chị. Dạ. Rất to luôn. Công vận chuyển cũng khá là tốn kém. Dạ. Đế cũng lực không heo chú, dạ. Đế to to không? Cây thì sạch sẽ liên lạc hả anh Bảo ha? Dạ, không có thẹo nào luôn chị, cây này đặc biệt là không có thẹo nào luôn nha. Không có thẹo luôn. Dạ. Để con đi xuống dưới này trái nha chú, cho mình thấy cái đường cong của nó rất đẹp luôn. Đây. Dáng trực thì mình nhìn thấy nhiều anh ha, đối với dòng dạ. Lê Kê Ma này. Nhưng mà cái cây này nó có cái dáng khá là lạ đó cô chú, khá độc đáo. Dạ rồi, cây này giá sao đây anh? Cây này em cho lưu giá 9.500.000 của chú anh chị. Em bao ship của chú nhiều vẫn 300 nha. 9.500.000 thôi anh ha. Dạ dạ. Đế đẹp, thân thì có nét độc đáo. Dạ. Đặc biệt là liền lạc không một lỗ vậy nha quý cô chú. Đây con lấy xa xa ra cho mình xem ha. Đó, về mình để trước nhà mình ha, một cái cây Lê Kim Ma bài. 9.000.000 anh hả? 9.500.000. Dạ. Dạ. 9.500.000. Mã số 3. Dạ, dẫn vào ship 300 cây của chú chị. Rồi, tiếp giúp em luôn. Dạ. Mình tới cây trang anh ha. Dạ, cái này là cây cây đơn đơn Dubai chân cam của chú chị. À Dubai anh hả? Dạ, vàng Dubai. Dubai. Vàng Dubai đúng rồi. Vàng Dubai chân cam. Dạ. À, anh cho em một vòng qua đây, vòng qua anh kia giúp em cái nha. Đó. Cây này nó có cái dáng bán đổ của chú chị. Rồi. Cũng không phải đổ ha. Dạ. Ở đây quý chú nào mà tiện đường á, xuống đây có xe lấy á quý chú, lấy tại chỗ ảnh cũng sẽ bớt cho mình anh ha. Dạ đúng rồi. Là tại vì ở đây quý chú thấy ha, đường rất là thuận tiện ha, xe dạ. Xuống vô tư thoải mái. Dạ. Ngay thị xã, ủa là ngay chợ Trường Long Tây anh hả, dạ. đi tới chút. Dạ chợ Trường Long Tây. Rồi đo giúp em cái này luôn. Rồi, cái này nó hả? Có cái chiều cao là 87 anh ơi. Dạ. Tổng cái chiều đổ này như ta? Chiều đổ nó tầm khoảng 2 thước đi. Đổ 2 mét quý chú. Dạ. À, vàng chân cam Dubai nghe quý chú, cái lá dạ. Cây này thì dài lắm, dài của chú chị, cây trong vườn ha. Hình như ta sửa từ nhỏ anh ha. Dạ, cây này vết hàng dây. Có đi dây sơ sơ rồi. Cái thân nó 2 chỗ nha, chỗ này nó hơi nở.
cái này là 23 nè. Dạ. Đó là như này ha. Đây. Đây là 18 đi ha. Dạ rồi. Thì thoát thân tới đây vậy là được 34 ạ. Rồi anh cứ để nguyên lên. Đế thì cũng có nha cô chú. Đế cũng khá đều. Cái này em cũng để tự nhiên đó chị. Dạ. Đế nó cũng hơi đều. Cây đây. Em gọi dài dưới cho cô chú xem luôn ha. Một cốt một anh ha. Dạ. Nó vót vút ra đây đây. Chứ không phải mình bựa bẻ cành làm thân gì hết ha cô chú. Cái cành chính của nó đây, cốt chính của nó đây. Đó. Rồi cây này giá sao đây anh Bảo? Rồi, cây này em giao lưu giá 1.600.000 ha. Em bao ship cho cô chú anh chị mình, cây này em bao ship được toàn quốc ha. Toàn quốc luôn hả anh Bảo? 1.600.000 thôi. 1.600.000 thôi cô chú ơi. Cây này dạ. Mà anh báo với một cái giá rất là hợp lý cho mình giao lưu luôn. Vàng Dubai chân cam nha cô chú đây, cái chân cam ha. Cây sữa gần như là thành phẩm hết luôn à. Không còn phải làm gì. Cây này thì trong cái bầu em lấy ra nha. Dạ. Cây này nói chung là cũng không có sức có sống thì ok nha. 1.600.000 thôi quý chú ha. Dạ. Cây trời hoa quá đẹp luôn. Rồi tiếp luôn anh Bảo. Thế tiếp là một cây đơn đỏ lá nhỏ của chú chị. Đơn xưa ha. Dạ, dòng trang xưa. Dòng này là dòng mình khai thác anh ha. Dạ, cây khai thác anh. Khai thác sưu tầm. Bộ tàn thì trước mắt của cô chú ha là khỏi phải bàn cãi luôn. Cây này tàn dâm cực kỳ mạnh của cô chú chị. Đó. Còn xe luôn. Không có chỗ nào không có trống chỗ nào không luôn. Không có chỗ nào chê được ha, tại dâm nó cực kỳ mạnh. Cốt một cốt sạch sẽ luôn ha anh Bảo ha. Một cốt sạch. Cốt sạch sẽ luôn, rút cái nhánh này ra luôn. Nó bị dính vô cây nào á. Rồi. Một cốt sạch sẽ ha. Tàn này mà cho rộ hoa cái nhìn cái cây là đỏ hết trơn luôn. Rồi chiều cao nhiêu đây anh Bảo? Dạ. Cây này có chiều cao có 1m7 anh Khánh ơi. Dạ 1m7. Tán ngang cũng có 1m7 ha. Tán ngang 1m7 luôn. Mọi thông số chắc có trừ hao hết rồi cô chú ơi. Dạ. Cái thoát thân gì là được 20 ha. Dạ. Tới bóng tàn gì là được 45. Cái quỳnh thân một cốt này nhiêu đây? 20 đi cô chú chị. Một cốt sạch là 20 anh ha. Dạ, cây này nâng lắm của chú chị. Đây, nguyên cái xương này đây cũng còn 19 ha. Xương dày tặc hết trơn ha. Nó cho dạ. Ra một cái bộ tàn dày mịn hết luôn. Cây này của chú chị dày cho tàn là ok ha. Cốt sạch ha. Dạ. Mình không khai thác đế thêm tại vì cây giữ tàn. Dạ dạ đúng rồi. Rồi, cho em một cái giá giao lưu luôn anh Bảo ơi. Dạ, cây mã số cây này là 1, 2, 3, 4, 5, cây số 5 của chú anh chị. Dạ. Giao lưu của chú anh chị giá là 2.100.000 ha. Bao ship toàn quốc của chú anh chị mình luôn nha. Dạ giá nhiêu anh? 2.100.000. 2.100.000. Em bao ship toàn quốc ha. Mình nha. Dạ. Tại những cây này là mình đóng hàng đi toàn quốc thì ok ha, không thành vấn đề. Dạ, mình bó được anh ha. Dạ dạ đúng rồi. Ship toàn quốc luôn nha quý chú đối với cây này ha. Dạ. Cây quá mịn luôn, tàn. Rất là đẹp luôn. Mình có con cây một thôi hả? Có cây một anh ơi. Rồi. Tiếp tục giúp em luôn anh Bảo ơi. Rồi, cái tiếp ta là mã số 7 thôi chú anh chị. Có cây khế này không? À, có luôn. Có luôn ha. Dạ. Rồi, một cây khế nhỏ nhỏ bonsai cũng dễ chơi quý chú. Đó. Cây này thì mình quá dẹp, mưa quá còn thấy thôi. Rồi. Rồi, cây này là cây khế hả cô chú anh chị? Khế chua hay ngọt anh? Cây này cái khế chua anh. Khế chua ha. Chiều cao tới cổ rễ đi ha. Vậy dạ. Là được 49. Cao là 49. Cây này nó bị lũa nè cô chú anh chị. Hoành thân là 64. Tổng cái bệ đế của nó vậy luôn là khoảng 1m6 rồi cô chú anh chị. Đặt luôn ha. Dạ. Cây này già lắm cô chú anh chị. Cây già lắm luôn cô chú ơi, có bọng lũa luôn. Cây này lũa như chị. Như cô chú thấy luôn, bọng sành luôn. Bọng sành luôn cô chú chị. Bể hết trơn cái giữa luôn anh ha. Dạ, cây này ngày xưa chủ nhà người ta cắt ngang vậy nè. Dạ. Cái nó lên cái chi khác nè. Một cây khế chua. Mặt này của chú nhìn thấy cái bộ đế nó nổi lên nè. Nổi lên những cái cục sần sù vậy đó anh ha. Chung là cây này tương đối là già của anh chị. Nó có cái vách. Cây này cũng dễ phối cây anh Bảo ha. Dạ. Dễ phối cây chơi. Cây bonsai cũng nhỏ gọn của chú ơi. Bonsai bẻ là ok luôn của anh chị. Dạ. Rồi cho em một cái giá tham khảo giao lưu luôn. Cây này em giao lưu của chú anh chị giá 2.400.000, em bao ship cho cô chú anh chị mình toàn quốc nha. Đế nó cục cục u u lên vậy dạ. Nè cô chú ha. Cây này nó nổi cục 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 nó già của chú anh chị. Khế bọng còn phái nữa cô chú ơi, tại vì nó không ảnh hưởng gì hết á. Dạ dạ.
mà hầu hết mấy cây khế già đều có những cái điểm bổng lụa. Dạ, rồi tiếp tục luôn anh ha. Dạ, kế tiếp là mã số 7. Số 7 hay 8? 8. Số 8. Ê, số 7 chứ. 1 2 3 4 5 6 đúng rồi, 7. Số 7 cây vú sữa phải không chị? Một cây vú sữa. Dạ. Vú sữa này dòng gì đây anh? Trắng tím. Ràng anh lò ràng. Dạ, cái này lò ràng. Dạ rồi, vú sữa lò ràng. Dạ. Cây khá là nặng nha quý cô chú. Đây có này chiều cao tới cổ rễ thì là được 84 của chú chị. Rồi. Bonsai lùng ha. Sẵn đo phần rễ xuống bầu luôn nha. Dạ, rễ xuống bầu thì được 64 của chú chị. Rồi, rễ xuống bầu 64 luôn ha. Dạ. Cây này khủng lắm của chú ơi. Cây này thì vận chuyển hơi nặng luôn chú chị. Dạ. Cái đường kính bầu dài nhất của nó là khoảng 1m6 rồi nha anh khách. Đường kính bầu 1m6 luôn anh hả? Dạ dạ. Từ đây qua đây. Cây ảnh rút lùng lực lắm nha quý chú. Dạ. Rút lùng lực, một cốt 3 thân. Dạ. Rồi anh đo cái hoành thân giúp em luôn. Dạ. Một 126 của anh chị. Dạ, 1m26 hoành. Dạ, 126 hả? À, một cốt 3 thân tam tài luôn. Đặc biệt là cây sạch sẽ liền lạc. Cây sạch không có cái thẹo nào của anh chị. Cái ngọn là được 69 của anh chị. Dạ, cái ngọn là 69. Đây, cái mặt lưng đế nó trải về nè của chú ơi. Đế trải có gần dách dách vậy đó. Cây này đế là ok. Đế dách không? Nói chung mình về mình gom bonsai, mình gom bòn, có thấy mình gom đế vô thêm chút nữa được ha. Nói gom tại mình bứng thì mình để gì cho nó khỏe cây cũng chị. Mấy cây này có nhiều cách chơi lắm, mình chơi cây bonsai cây sống cũng được, mà mình chơi gỗ cũng được luôn. Đối với mấy cây này ha, cái mặt đế dách này tạo hình từ những cái này rất là đẹp luôn. Cây thì sạch sẽ liên lạc. Mặt sau này của chú không có, ngay cả cái rễ luôn, cái đế luôn, không có chày xước, không có một lũa hết trơn anh ha. Dạ dạ. Lành nguyên luôn. Đây. Cây nói chung là sạch sẽ của chú chị. Khỏi lo chuyện. Cái này bầu này chắc cỡ 400kg của chú. Cái này trên. Trên đó anh ha. Dạ. Rồi cây vú sữa này giá sao đây? Cây này em giao lưu của chú chị giá 12 triệu ha của chú chị. 12 triệu của chú ạ. Ship ha, cũng 300 cây ha. Đế sạch sẽ liền lạc quá đẹp luôn, cây luôn. Dạ. Được dách nha, đưa bàn tay mình vô nè ha, dách nè, đưa bàn tay vô không thấy đâu hết trơn. Cái cây vú sữa thì nó nhô lên cái cây nó xéo ha cô chú. Dạ. Cái bàn thì nó nhìn thấy cái cây nó không có hồn cây. Rồi 12 triệu anh ha. Dạ, mình bao ship cho quý cô chú là 300 cây luôn, 300 km. Dạ. Quý cô chú thuận đường hoặc là mình tiện có xe mình xuống ngay tại đây lấy thì anh sẽ bớt cho mình thêm nha quý cô chú. Dạ. Đây sát mặt đường rất là dễ biết luôn. Rồi còn cái gì nữa không anh Bảo? Dạ còn một cây mai vàng đó anh Khánh ơi. Mai vàng anh ha. Dạ anh còn cây mai vàng nữa. Rồi mình trời mưa quá quý cô chú ơi, quá cảm luôn. Một cây mai vàng dán bay anh hả? Dán bay của chú chị. Cái này nói chung là mình cũng phá thế thành bay thôi, chứ nó là chật siêu của chú chị. Mà có cái gần phong khá đẹp ha, phá thành bay luôn. Rồi, anh cứ đo đi, thì hỏi anh đi qua bên kia. Cái chiều cao gì là được 92 của chú chị. Cái cành bay từ đây ra đây là được 1m35 ha. Dạ. Mai mình thấy bông không anh Bảo? Cây này có báo thì bông, à? Bông em không thấy mặt bông anh Khánh ơi. Dạ. Tại vì tháng này không thấy bông á. Rồi. Thấy hoành thân thì là được 43 của chú chị. Đó. Thân 43. Dạ. Sạch sẽ anh ha. Dạ cây sạch không có thẹo dích gì của chú chị. Thoát như đây. Thoát thân thì là được 35 ạ. Dạ. Có cành bay. À quý dạ. Chú thích mai bay thì chơi cây này ha. Cành này đánh cái cành bay là khá đẹp của chú chị. Cái này em cũng mới về có mấy ngày mưa quá em chưa kịp bôi keo. Mai bay, may mắn bay vô nhà luôn quý dạ. Chú. Đây này thì về mình ghép là ok của chú chị. Tại vì em chưa thấy mặt bông ha. Rồi ha. Hai bên sạch sẽ liền lạc ha. Rồi cây này giá sao đây anh Bảo? Dạ cây mai dán bay nằm giao lưu của chú chị giá 4.600.000 á. Em bao ship của chú chị mình là toàn quốc luôn ạ. 4.600.000 anh Bảo ha. Dạ cây này của
chú anh chị mình lấy về ghép mình chơi cái tàng bay gì, mình chơi cái tiểu cảnh cũng ok ha. Dạ. Yeah. Đế thì cũng được anh ha. Đế khá được thôi chứ cũng không đẹp, không mấy vậy. Khá thôi. Chơi được. Tại vì nó có đế chịu ngoài sau này mình ngã nhân bay cũng khá khéo rồi. Cây này thì chủ yếu là lấy cái tàn, lấy cái cần bay này của chú ơi. 4 triệu mấy anh? 4.600.000 anh. 4.600.000 luôn. Dạ. Bao ship toàn quốc cho cũng là cây cuối clip hôm nay anh bạn ha. Cũng là cây cuối clip ngày hôm nay ạ. Rồi. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú đã dành thời gian coi hết video ha. Rồi chào tạm biệt cô chú anh chị ạ. Hẹn gặp lại cái video lần sau. Rồi em cũng chào anh Bảo luôn ha. Quý chú yêu mến anh Bảo thì ủng hộ anh Bảo qua số điện thoại con có để trên tiêu đề hoặc trên màn hình. Con xin chào quý chú và hẹn gặp lại.